xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nhật Thảo, kính lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý vị khán thính giả và Phật tử đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình Sống Đời Sống Phật được thực hiện trên đài truyền hình IBC với mục đích đem những lời Phật dạy đến mọi nhà, giúp quý vị từ tu tập chuyển hóa chính mình để có một đời sống an lạc, hài hòa và hạnh phúc hơn. Và hôm nay, Hòa Thượng Thích Viên Huy sẽ chủ trì chùa Điều Ngự sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường Sống Đời Sống Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Hòa Thượng ạ. A Di Đà Phật xin chào Đại Hữu Nhật Thảo và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, chương trình lần trước thì thầy đã hoàn tất kinh Chân Nhân, một bài học rất là good mà chúng con đã được rút ra từ cái kinh đó, đó là thầy, là chúng ta phải tự tu tập chuyển hóa mỗi ngày để cho cái tánh tham sân si trong người mình nó được bị diệt trừ đi, để cho cái Phật tánh trong người mình ngày càng được sáng lạng à. Và hôm nay thì Nhật Thảo xin mời quý vị lắng lòng theo dõi buổi thuyết pháp hôm nay với kinh Trung A Hàm, và chúng ta tiếp tục với phẩm Uế, và chương số 87 là kinh Uế phẩm. Và trước tiên con xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con được hiểu thế nào là Uế phẩm và tại sao gọi là Uế phẩm mà con cũng thỉnh thầy ạ. Dạ Phật, cảm ơn Đạo Hữu Nhật Thảo rất là nhiều. Thưa quý vị, Uế phẩm, chữ Uế tức là xấu, nhơ nhớp, và chữ phẩm tức là một cái chất lượng. Thì cái chất lượng này nó gồm có cái xấu cũng có mà cái tốt cũng có, nhưng mà ở đây Đức Phật nói về cái xấu đã. Xấu như vậy thì cái xấu gồm có cái gì? Tất cả cái sự vật cũng có cái tốt cái xấu, tất cả con người cũng có con người tốt con người xấu, và đặc biệt nó chia làm hai phần của con người. Con người một là cái thân, hai là cái tâm. Như vậy thì cái xấu cái thân thì không nói cái gì, nhưng mà xấu cái tâm nó hết sức quan trọng. Và quý vị thường nghe rằng là cái nết thì đánh chết cái đẹp. Nếu một người nào đó không có nết na, không có thùy mị, không có dễ thương thì dù có đẹp mấy đi nữa thì không có ai yêu thương, không có ai chiều chuộng, không có ai kính nể. Do chúng ta cái tâm tánh chúng ta. Cho nên trong suốt cuộc đời Đức Phật cũng vậy. Mặc dù Ngài vô tình không có chú ý tới được nữa, nhưng mà không có bao giờ Ngài khởi lên một cái tâm niệm xấu ác, không có khởi lên một cái lời nói nào nhơ xấu. Cái thân cũng vậy, không có một cái hành động nào nhơ xấu trong cuộc đời của Đức Phật cả. Cho nên đối với tất cả chúng ta cũng ráng cố gắng học để cho mình không có vấp phải tất cả những cái lỗi lầm xấu đó, những cái nhơ ới đó, từ nước, từ thứ vật, và đặc biệt nhất là ở trong tâm của tất cả chúng ta. Thì chúng ta trừ khử, cũng như là nước, nếu mà nước đục quá không có uống được thì chúng ta phải để một thời gian nó lắng lại, và kể ra chúng ta đem lọc rồi chúng ta mới có thể uống được. Rồi tất cả những cái thứ mà ăn không được thì chúng ta lựa chọn bỏ những cái thứ đó, chứ không có ráng được, không có ráng. Nếu mà chúng ta ráng nó làm cho chúng ta khổ sở. Cho nên trong cuộc sống của mình, mình nên cố gắng mình chọn được cái đẹp. Đẹp ngược lại là cái hảo, cái tốt. Đừng có chọn cái ế. Cái ế thì nó sanh ra từ ý, rồi nó phát ra lời nói, nó phát ra cái hành động của tất cả chúng ta. Như quý vị cũng vậy, hãy làm một cái việc xấu là quý vị lo lắng, suy tư, rồi buồn bực. Nếu chúng ta làm việc tốt được thì
chúng ta sẽ thấy an vui, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc được. Cho nên cái nào hơn thì khi mà chúng ta biết là chúng ta chọn vấn đề tốt hơn, hiểu biết hơn, chín chắn hơn thì chắc chắn sẽ đem lại cái điều tốt. Cho nên ở đây chúng ta sắp nghe cái nào là uế, tức là cái xấu dơ, và cái nào là tốt hoàn hảo, thưa quý vị. Dạ con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Bây giờ con đã hiểu thế nào là uế, cái nghĩa uế phẩm rồi. Và trong cái đoạn đầu của kinh á, thì có con nghe là trong kinh Tôn giả Sa-lê-tử bắt đầu nói về bốn hạng người. Thì như vậy bốn hạng người đó như thế nào, con xin cung thỉnh thầy giảng thích cho chúng con rõ. Trong bốn hạng người mà ngài Sa-lê-tử ngài nói á, thì trước tiên nói với đại chúng rằng là trong thế gian này có bốn hạng người và những gì bốn. Một là hạng người bên trong cái thật uế, mà cái người đó không tự biết như vậy thì bên trong có thật uế, là cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai á, hoặc là có một cái hạng người bên trong thật uế nhưng mà tự biết, biết như thật bên trong nó thật có cái sự ô uế, thì đó là cái hạng thứ hai. Và hạng thứ ba hoặc là một hạng người bên trong thật không có ô uế mà không tự biết, như vậy thì không có tự biết bên trong thật là không ô uế, thì đó là cái hạng thứ ba. Và cái hạng thứ tư là cái người, hạng người này bên trong thật không có ô uế và tự biết rằng bên trong mình thật là không có ô uế, thì đó là bốn cái hạng người mà ngài Sa-lê-tử đưa ra ở trong thế gian này. Vậy thì quý vị nhớ không? Thứ nhất là bên trong ô uế mà không có biết ô uế, còn cái người bên trong ô uế nhưng tự biết ô uế. Tự biết, dạ. Còn cái người thứ ba tức là bên trong không có uế nhưng mà không có biết rằng bên trong không có uế. Và người thứ tư bên trong không có uế và biết được rằng bên trong cái người đó không có uế. Như vậy thì cái tạp nhiễm nó không có. Thì đây là cái vấn đề mà ngài Sa-lê-tử đưa ra cùng trong đại chúng, thưa quý vị. Dạ con xin cảm ơn thầy ạ. Và lúc đó thì có một thầy tỳ kheo liền đi từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi trịch áo vai phải, rồi chắp tay hướng về Tôn giả Sa-lê-tử mà bạch rằng, cho con đọc lần kinh hả thầy. Thì ngài ngài tỳ kheo nói rằng là bạch Tôn giả Sa-lê-tử, vì nhân gì duyên gì mà hai hạng người trước đều có ô uế, tâm ô uế, mà một người được nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối thắng, và do nhân duyên gì mà hai hạng người sau không có ô uế và không làm ô uế tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối thắng. Dạ con xin cung thỉnh thầy giải thích cho chúng con rõ ràng ạ. Trong một đoạn này có vị tỳ kheo hỏi ngài Sa-lê-tử, thì tại sao có hai cái hạng người gọi rằng là hạ tiện, tối hạ tiện, và hai cái hạng người gọi rằng là tối ưu? Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng là cái người mà ngài muốn nói tối hạ tiện ở đây á, tức là bên trong có ô uế nhưng mà không biết mình là ô uế. Bởi vì sao? Và cái người đó thí dụ như là phạm tất cả những cái lỗi lầm, phạm nhiều cái lỗi lầm nhưng mà họ không biết họ phạm lỗi lầm, họ cho là đúng chứ không bao giờ cho họ sai hết á. Thì đó là cái sự tối hạ tiện. Ví dụ như trong cái cuộc sống của chúng ta đó, trong từng cái bữa ăn, trong từng cái lời nói, nhưng mà nếu chúng ta không có để ý đến đó thì chúng ta nói dễ dàng nó xúc phạm đến những người khác, xúc phạm đến cha mẹ người khác, xúc phạm đến những người thân của người khác. Thí dụ giờ người đó làm cái gì đó, thí dụ người đó quét rác đi, cha của người đó quét rác, mình đối xử, mình tiếp xúc với bạn của mình không nổi ưng, cái mình nói ôi mấy cái người hút rác đó mà có ra gì không,
có ăn học gì đâu, cho nên mới hốt rác như vậy thôi, chứ có gì đâu, ghê gớm đâu mà sợ. Thì họ chê như vậy, nhưng mà biết đâu cái sự lỡ một cái người cha của người đó là hốt rác là sao. Cho nên đó là một cái lỗi lầm mà họ không biết được, không biết chính mình không biết, không đưa đến cái tự ái đó, và chính bản thân của họ họ cũng không biết nữa. Cho nên nó đem lại cái lỗi lầm tối ư là hạ tiện. Tức là chính mình không biết mình mắc phải những cái sai lầm khi cái suy nghĩ hoặc là cái lời nói của mình nó xuất phát ra, hoặc là cái hành động của mình nó xuất phát ra. Giống như cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, phải không? Thì ai cũng nói mình đúng hết đó, chứ không có ai nói mình sai hết á. Ông Tổng thống Putin cũng nói từ ông đem quân đánh để ông trừ đi cái sự đói thiếu, cái sự độc tài, như là cái chế độ phát xít của nước Ukraine, để tránh đi cái sự thiếu thốn, người dân không khổ nữa. Nhưng mà rồi chính ông đem quân ông đến đánh nước Ukraine thì chính quân không cũng khổ, quân của Nga cũng khổ, và quân bên Ukraine cũng khổ, và làm cho tiêu điều, tan nát nhà cửa, nhà cửa của dân, nhà cửa của chính phủ, vân vân, và cái thương vong rất là nhiều, không ai tính hết được cái thương vong đó. Bên thì nó 50-70 ngàn, bên thì cả 100 ngàn mà nó không biết đâu hết. Đó là nhiều cái thương vong như vậy. Nhưng mà ông cho ông ta là đúng, và ông không có biết ông cái sai, đúng không? Cho ông ta thấy như vậy. Rồi ông cho ông Tổng thống Ukraine là sai, sai cho nên ông mới đem quân đứng. Còn ngược lại, nếu mà ông Tổng thống Zelensky, nếu ông nói thôi ông làm sai, không biết ông làm sai không, ông đừng có đem chống trả lại, ví dụ vậy, thì chắc chắn rằng nó không có cái chiến tranh nó xảy ra. Nhưng mà nói rồi mấy ai cũng cái ta và cái của ta. Cho nên ông nói rằng là vấn đề người dân của Ukraine đó, phải đứng lên chống lại cái kẻ thù xâm lược, xâm lăng của Nga. Không, đây là một cái vấn đề hết sức chính xác. Tất cả những người con dân của Ukraine phải đứng lên chống trả một cách kịch liệt. Thì ông ta cho là đúng, ông nói như vậy. Thì rõ ràng ông nào cũng đúng, không có thấy cái sai của mình, không? Nếu mà ông nói từ bi thôi, để thôi, cái chờ. Ai lãnh đạo đất nước này cũng vậy thôi, không có gì, không? Thì hay biết mấy. Không có chiến tranh để xảy ra, nhưng mà ông cũng nói là đưa ra một cái lý là hãy đánh đuổi cái kẻ thù xâm lược, vậy thôi. Thì nó không bao giờ nó chấm dứt được chiến tranh cả. Ngồi lại đàm phán á, thì ông nói ông đương đánh cái có viện trợ của phương Tây, của Mỹ để đánh chứ không sao hết. Và ngồi lại á, thì thí dụ như Nga, những cái mảnh đất 4 tỉnh chiếm từ năm 2014 thì nó thuộc của Nga, sáp nhập của Nga, đó là cái sự yêu cầu tự trị của tất cả các nước đó, cộng hòa riêng đó. Còn bên Ukraine đó, thì nó bây giờ phải trả tất cả những cái đất đó lại cho tôi, để tôi mới không có chống đối nữa, không có đánh nữa. Thì họ bên nào chịu bên nào hết. Thì cho nên chiến tranh nó cứ mãi mãi nó tiếp tục như vậy. Ai cũng cho mình đúng, không biết cái sai của mình, không có biết được cái điều mà mình nói rằng là đem lại cái sung sướng cho người khác, nhưng mà lại đem lại cái khổ cho người khác. Ai cũng vậy hết, chứ không phải không. Thì đó là cái điều mà Ngài Xà Lợi Tử đã muốn nói ở đây, rằng mình, cái người mà không biết, nhưng mà chính mình cũng không biết luôn, cái người đó trong đó không có biết bên trong thật ô uế, nhưng mà chính mình không có biết rằng bên trong nó thật là ô uế, mà mình cho là trong sạch. Ngược lại với cái nhận định của người khác như vậy, nhận ngược lại với cái sự sáng suốt mà Đức Phật đã thấy như vậy, đó là cái điều
cái hạng người thứ nhất, thưa cô. Dạ. Không biết thưa cô Nhật Thảo có gặp ai vậy không? Hồi nào giờ trên sống, cuộc sống có gặp ai tại không? Gặp những người mà ở bên trong không thật biết. Là ô uế. Ô uế mà không biết là ô uế. Chắc nhiều à thầy. Tại vì người phàm có nghĩ không có tu tập thì đâu có biết sửa đổi đó thầy, nhưng mà cái tánh người thì cái tánh xấu mà mình không sửa đổi thì ở ngoài đời rất là nhiều ạ. Và thầy cho con hỏi lại là có bốn cái hạng người, thì người thứ nhất là bên trong thật là ô uế mà không biết mình ô uế. Người thứ hai là thật ô uế mà biết mình ô uế. Biết mình ô uế. Rồi người thứ ba. Hai đó. Dạ. Thì hạng thứ hai này á, cũng là cái hạng thứ nhất mà nếu mà không biết đó là tối hạ tiện. Và cái hạng thứ hai tức là ở trong mình biết mình ô uế mà cái người đó biết ô uế, có ô uế nhưng mà biết ô uế. Yeah. Bởi vì khi là họ biết được thì họ sửa, còn không biết thì lấy đâu mà sửa. Thí dụ bây giờ mình biết mình tham, tham ăn, tham ngủ, tham tài, tham sắc, mình biết rằng là tôi có tham quá ha. Thôi giờ họ biết như vậy được, mình biết rằng là tôi thường, ví dụ như anh tới trong bàn tiệc cái mình có cái tánh tham là mình thèm ăn, có người đó thấy món đồ ngon đó là chảy nước miếng, ví dụ vậy. Họ biết như vậy thì họ ráng họ kìm lại, họ sửa đổi lại để cho bạn bè khỏi cười chê. Tức là người đó tối thắng. Còn không sửa, không biết, không sửa tức là nói về chỉ cho những cái người đó họ biết được cái lỗi của họ, biết được cái sự xấu của họ, họ biết được chứ không phải là không biết được. Còn như người hạng trước là không biết được, họ có đó, có cái ô uế đó, cái xấu xa đó nhưng mà họ không biết được. Còn người thứ hai ấy, là kêu là tối thắng là họ biết được những cái lỗi lầm của họ, cái ô uế của họ, cho nên họ không có tạo ra những cái lỗi lầm nữa. Còn người á mà họ không biết thì họ cứ tiếp tục họ tạo ra thôi chứ không có bao giờ hết á. Họ biết như vậy. Ví dụ như giờ nói cái chuyện mà chiến tranh đó không, thì cái người á mà không biết như ông Putin ông nói bây giờ Mỹ với phương Tây là làm cho một chuyến nó hung đúc thêm lên nữa, nó làm cho mạnh lên nữa, thì như vậy thì biết chừng coi chừng cho ông ta ông dùng cái bom hạt nhân ráng chịu. Bây giờ dùng những cái bom mà ông mở cái đầu hạt nhân ra chứ không còn nữa. Nhưng mà rồi cái người phương Tây họ biết chứ, họ biết là tại sao họ giúp cho Ukraine. Họ biết rằng là đúng là có cái sai, mình giúp họ làm cho chiến tranh leo thang lên, nhưng mà giúp cho Ukraine á, để dùng cái chỗ nước Ukraine á, ngăn chặn cái chiến tranh nó không có lan tràn nữa, nó không lan tràn qua nước họ nữa. Thì đó là họ biết, cho nên họ đem tiền họ giúp chứ mới gì đánh nước đó có lợi ích gì mình đâu mà đem tiền đem của giúp không. Quý vị thấy như vậy thì đó là cái biết, nhưng mà biết khôn hơn là để dùng cái đó một cái làm cái bờ tường để ngăn không cho chiến tranh nó leo thang, tức là trên nó nổ ra như một cái đệ nhị thế chiến nữa, ngăn chặn lại. Cho nên là đem nghĩa là của cái tiền bạc đủ thứ đó để là chất đóng cho Ukraine đó, để là họ biết chứ, họ biết là ngăn chặn ra không có cho để nổ ra cái chiến tranh thứ ba. Mà cái chiến tranh thứ ba nổ ra là gì, là bằng hạt nhân gây gớm lắm chứ không phải không. Như đó họ cũng biết là không có bùng nổ hết khắp thế giới, bởi vì nếu mà Nga mà chiếm được ở Ukraine rồi thì nhắm thẳng tới là tới Ba Lan, nước gần bên đó, từ tới Hungary, Bulgaria, vân vân, chứ không phải là một cái đó không đâu đó. Cho nên họ biết. Thì ở đây ngài xác là tưởng nó cái hạng đó là hạng thứ hai, là cái hạng tối thắng. Hạng tối thắng tức là cái người biết được cái lỗi lầm, mà người biết được lỗi lầm thì họ sửa, họ không có bị cái lỗi lầm nữa. Ví dụ như người mình chạy xe trên freeway, lỡ cái xe nó im quá, họ chạy thay vì chạy 70 mai nó chạy tới 75-80 mai, nhưng mà họ giật mình họ dòm lại, cái speed limit cái này nó quá đi, quá mức, cho nên họ biết vậy thì họ dừng lại nhìn trên cái kim đồng hồ chỉ đó, họ biết là dừng lại. Còn cái người kia họ mê mà không sao, xe tôi mới tôi cứ chạy đi thì không sao, thì sẽ gì, một là dễ gây tai nạn, hai là bị phạt,
Cho nên những cái người thứ hai là cái người mà biết được có những cái lỗi lầm, có những cái xấu ấy, họ biết được thì họ sẽ dừng lại, họ sửa sai. Và khi họ sửa sai đó thì đó là cái người tối thánh. Ngài Xà Lợi Tử là tối thánh, cho nên nó cứ là hai cái hạng tối thánh và hai cái hạng nghĩa là tối hạ tiện. Thì đây là cái hạng tối thánh thứ nhất. Và như vậy thì cái hạng mà hạ tiện thứ hai á là Thảo là biết cái gì? Trường hợp thứ ba thầy. Thứ ba. Dạ. Trường hợp thứ ba đó là bên trong không ô uế mà người đó không biết. Có đúng không thầy? Bên trong không ô uế mà không biết. Mà không biết, dạ. Như vậy thì tại sao bên trong không ô uế mà không biết mình ô uế? Không ô uế. Như vậy tại sao lại Ngài Xà Lợi Tử cho đây là cái hạng gọi chừng là hạ tiện? Hạ tiện chứ không phải là không hạ tiện đâu. Vậy thì người đó, cái người hiền giả bên trong thật không ô uế mà không tự biết, không biết như vậy thật ô uế đó thì biết người này ấy không muốn đoạn trừ ô uế, không cầu cái phương tiện, không tinh cần. Thì khi mà cái mạng chung ô uế nó nhiễm cái tâm đi, do mạng chung ô uế nhiễm tâm cho nên chết không có an lành và sanh vào chỗ bất thiện. Vì người ấy do mạng chung với ô uế làm ô uế tâm. Vậy thì trong kinh đã dạy, Ngài Xà Lợi Tử đã nói đó, vì cái nhân những gì mà thì cái người này á, trong tâm nó trong bên trong nó không có ô uế, nhưng mà anh ta không có biết là không ô uế. Không ô uế thì chính cái chỗ không biết đó cho nên tạo ra tất cả những cái sự ô uế nữa. Thì đó là nó dẫn tới mà cái điều mà khi chết cũng sanh vào cái chỗ ô uế. Đó là cái hạng người thứ ba, tức là không biết, không có cải sửa, không có sửa đổi, biết rằng mình không có làm nhưng mà đi vào cái con đường lầm lạc. Dạ, dạ. Và rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ để mà thầy giải thích thêm vào cái hạng thứ tư hả thầy? Còn hạng thứ tư thì thôi ngắn gọn. Dạ. Hạng thứ tư tức là cái người đó biết là không ô uế, và cái người đó biết không ô uế là cái hạng tối ưu, tối thánh ấy. Biết trong cái tâm của mình làm điều này tốt nè, hãy thực hiện tất cả những cái điều này, hãy làm cái điều này, đừng có làm điều này. Họ biết rằng là trong tâm của họ, tôi làm sạch, nhưng mà rồi không phải là tôi làm sạch cho tôi tự trong sạch cho tôi, mà tôi khuyến khích tất cả những người khác hãy làm theo tôi nữa. Như vậy thì cái người đó tối thánh, tối ưu. Còn nếu mà không biết thì coi như trở thành cái người tối ưu hạ tiện. Như vậy thì đối với tất cả chúng ta, chúng ta hãy có một cái kiến thức, có một cái chánh kiến, thấy, nhìn được. Không phải nhìn được của người khác, là nhìn bản thân của mình, nhìn chính mình biết được mình, cái điều nào mình làm đúng, cái điều mình làm sai, cái điều nào là tốt, cái điều nào là xấu, con người mình như thế nào. Chứ đừng có bao giờ mình chưa biết mình rồi mình đi phê bán người khác thì trở thành cái tối ư là hạ tiện, chứ không phải là không. Đó là cái điều mà cần yếu mà Ngài Xà Lợi Tử nói cùng với đại chúng trong cái kinh Uế Phẩm này. Thì có bốn hạng người như vậy. Trước tiên đó thì chúng ta nên cố gắng học được cái điều này để áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị. Dạ, con rất cảm ơn Hòa Thượng ạ. Và rất tiếc chương trình của chúng ta phải tạm dừng ở đây. Và Hòa Thượng chỉ có thời giờ giải thích là bốn hạng người như thế nào theo như là ngày Tỳ Kheo đã hỏi ngày Xá Lê Tử à. Thì chúng ta sẽ trở lại phần còn lại vào chương trình lần sau. Nếu quý vị có những thắc mắc hay muốn đóng góp về cho chương trình, xin gọi về Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp theo hai số phone đang hiển thị trên màn ảnh. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng